phát biểu cảm nghĩ chậm xe. Phát biểu em sao? Chờ đợi một tháng. Đúng một tháng luôn. Trời sao thấy sao? Thấy có đồ chơi rồi thấy đã không? Quá đã luôn. Nè, thứ nhất nè, giới thiệu em nè. Cái này là cặp kính của MT03. Đó, nó sẽ xịn hơn và nó sẽ góc nhìn nó rộng hơn nó... và kính gym vẫn còn luôn. Quan trọng là chủ xe người ta rất kỹ, anh mua theo con xe em cảm anh cảm ơn ổng á, tại ổng kỹ quá. Ổng có nghĩa là ổng sang luôn mình đồ chơi và ổng để mình đầy đủ đồ gym, không có thiếu cái gì hết. Đồ gym là mình không có thiếu gì hết, bây giờ chỉ chơi mét mấy lên xe ngồi thôi. Mét bảy rồi ngồi ok. Em là mét mấy? Ok, mét sáu. Em chống thử giùm anh nha, mẫu chống thử chữ mét sáu thôi. Không, nhưng mà mình đi xe này mình đi chơi là mình phải mang giày chứ, ai đâu mang dép lào. Em mấy sáu hả? Dạ. Mấy sáu cũng ok mà, nhưng mà con gái mình á, con gái chân nó dài hơn, con gái chân dài hơn con trai nên là ok, đẹp. Rồi xe này hai đứa về chạy luôn. Rồi xong, bây giờ tranh thủ ra ký giấy. Rồi hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì dạo này mình đang làm xe cho anh em rất là nhiều, rất là bề bộn, nhưng mà mình không quay clip này thì ngày mai không quay được cho anh em coi, tại vì mai thằng em mình nó qua lấy xe rồi. Thì xe này á, mình nói về vấn đề là anh em nhờ mình tìm xe giùm, là em này tên Khánh, cùng quê ngoại mình là ở thành phố Phan Thiết, nhưng mà em nó muốn mua xe biển số thành phố, tại vì em nó đi lại thành phố rồi. Đây mình đã tìm được cho em nó một chiếc xe biển số thành phố. Thì để mà tìm một chiếc xe á anh em, là tính mình rất là khó tính, phải tìm xe là phải ngon, phải đẹp, phải mới, cho nên nó rất là lâu. Anh em nghĩ đi, con cá mập 2018 này nè, con này là 2018, nhiều đồ chơi, mình tìm cả nửa năm mới có nha anh em. 2018, nhiều đồ chơi, mà xe can nữa. Em có thể quay gần đây, đó, mình tìm nửa năm mới có. Đây, xe cũ mà anh em, xe cũ mà khó tìm lắm, đó. Con này á, giá thị trường nó hả, bây giờ càng ngày càng lên luôn, đời 2018 này rất là hiếm, bây giờ người ta bán 2016 nhiều. Như con này nếu như mình ra thì mình ra cho anh em là 555 triệu, còn ở thị trường hiện tại bây giờ 600 triệu chưa có xe. Một cái con xe can mà không có có té ngã gì hết, mà đồ nó mới ơi là mới, nhìn em nhìn cái chân là sẽ biết. Còn con R1 này mình kiếm khoảng 3 tháng rưỡi mới có, là đã trải qua coi rất là nhiều con R1. Những anh em mà có theo dõi mình là rất nhiều R1, mình đã coi con R1 vàng rồi R1 đỏ rồi tùm lum hết, rồi cuối cùng mới lấy con này, con can 6.000 cây đó. Thì bây giờ con này mình tìm cho em, người em nó là mình tìm một tháng. Có những anh em tới đây đặt cọc nhờ mình tìm xe, cái tự nhiên vài ngày qua lấy lại tiền. Đó, thì bây giờ mình cũng ngại nhận mấy cái này lắm, tại vì cái tính mình rất là khó tính. Mà khi mình tìm xe được là phải đẹp. Tại vì khi mà mình tìm xe là mình phải thích mình mới tìm. Chứ mà không có tìm qua lo được, xe cũ mà tìm qua lo này nó rất là nhiều bệnh. Đây là một con xe mình rất kỹ mà đã tìm được nè. Trên xe nè, có rất là nhiều đồ chơi. Đây cho anh em coi, quay gần nè. Quay gần qua đây, em quay chậm gần đây, thấy không? Nên thấy không? Từ ốc tán mình tìm cho thằng em nó rất là đẹp, mới nè, đó không? Đồ mới, giỏ nè, anh em cái giỏ. Thì mình tìm xong rồi về mình phải vệ sinh lại, chính bản thân mình vệ sinh lại nữa. Đó, rồi xe có chống đổ nè ha. Tay khắn Racing Boy nè. Đó, tay sắn này rất là nhẹ. Cho anh em coi cái cụm công tắc này, anh em mà không ghiền thôi. Đây. Công tắc đèn, cái bộ này cũng mắc tiền lắm. Đó. Đây rất là đẹp, rất là nhiều công tắc khẩn cấp rồi tùm lum đèn rồi chờ xíu sáng rồi rất là nhiều hết không, cùng công tắc rất là đẹp. Xe có giá đỡ điện thoại, cặp kính MT03 rất là đẹp ha, ghi nâng ghi đông CNC, hai chìa khóa đầy đủ. Thấy xe mình tìm nhưng mình rất là khó tính anh em, mình tìm xe có vàng áo vàng sơn rất là đẹp. Đây, ở đây có một miếng carbon, em quay chậm mà cứng cái tay vô cho anh em dễ coi. Đây có miếng carbon đó, đẹp không, trắng bùng đó, chống đổ. Rồi em quay qua đây, bình dầu nè, đẹp không. Bình dầu này là mình đổ thêm á, mình châm thêm nha, lúc đầu mình lấy chỉ có nhiêu đây thôi, mình rất là khó tính. Rồi em quay qua đây, quay phía đây qua đây nè, quay ngang qua gì. Rồi xe này á, cái anh chủ xe mình cũng cảm ơn anh chủ xe đã tặng hết luôn nè. Người ta không chơi, người ta tặng hết đồ chơi nè, cặp tay nè, bảo vệ, đây là gắn đây nè, đó anh em, rất đẹp phải không. Rồi đây là một cái, hai cái nè ha, bao tay zin là phải còn ha, xe mới mà anh em, xe này mới đi mấy ngàn đó, đẹp không. Quay cho anh em thấy về cái cách mà mình lựa một chiếc xe. Cái này là cái miếng zin mà mình không có gắn cái miếng carbon này nè, đó mình sẽ gắn vô đây nè anh em, đó anh em hình dung không, gắn đây đó.
này miếng carbon này mắc lắm nha anh em. Anh em hình dung nhìn, anh em đón thử đi, cái món miếng này cũng khoảng 2 triệu á. Bi quay gần miếng này anh coi. Cái này chắc khoảng 2 triệu á, đó. Đó. Rồi có thêm cái gì nữa? Đương nhiên là lên cái kính MT03 thì lại cái cùm thì nó phải còn kính zin. Đó, mình tìm phải còn kính zin. Cùm zin. Đấy. Cùm zin. Đó, cái này cùm zin của MT15. Kính zin, cùm zin, đó, mọi thứ này là mình đưa cho em Khánh hết. Em Khánh nhờ mình tìm mà anh Khánh chờ một tháng. Rồi khi mà lên tay Racing Boy thì nó phải có cái này. Phải còn cái đồ zin. Đó, đồ zin như mới, mọi thứ là bỏ hộp như mới, đó. Còn về ốc ác mà dàn áo thì anh khỏi nói, như xe mới. Đây, quay em quay ở góc nào, như xe mới, đó. Đó là một cái điều mà mình rất khó tính, cho nên cái xe mình tìm cho anh em rất là lâu. Cái này xe tìm nha, còn anh em mà tới shop mua thì có những xe ở shop mua thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà xe tìm mình sẽ tìm tốt hơn, tại vì anh em chịu chờ đợi mà, thì mình sẽ tìm tốt hơn. Tại vì mình đi xe cũ là thứ nhất là xe cũ á, mình tìm là phải như xe mới, phải đẹp như xe mới và có đồ chơi, và thứ hai là giá phải rẻ hơn xe mới rất nhiều đó, mà mình tiết kiệm được mới chi phí thì anh em xuống tiền, anh em đưa tiền cho mình thì mình tìm. Còn những xe mà bên có sẵn thì anh em có thể qua lựa. Đây, quay đây. Bên đây là có Su Bandit ha. Su này 37.500 ha. Xe rất đẹp, cũng nhiều đồ chơi luôn. Cũng có cùm công tắc giống như cái con MT15. Con này đi ngon hơn con MT15 luôn nha anh em. Mà giờ giá rẻ tại vì mình mua giá hợp lý, 37 triệu. Đồ chơi rất nhiều. Con này xe mới luôn nè. Xe mới đập thùng luôn. Con này là 36 triệu. Em Su 44 triệu. Đây một con Z9 mình mới săn được cho anh em nữa. Thì mình săn xong là mình về mình vệ sinh. Cái này sẽ là một clip sau. Anh em đón chờ clip sau, series sau. Bây giờ mình tập trung vào cái con MT15 này thôi đó. Thì đó là nói về cái vấn đề mà mình đã tìm được xe cho anh em đó. Đã lắm, nhìn rất là tuyệt vời. Cùm công tắc này đẹp ha anh em ha. Nhìn lên cái con MT15 nhìn nó chắc chắn cực kỳ luôn. Là anh em đón đồ chơi mình tính sơ sơ thôi. Cặp gương này á, cho tệ lắm cũng phải 300 ngàn. Cặp tay thắng cũng gần 1 triệu. Cặp bộ này là tầm 2 triệu. Bộ công tắc này 1 triệu mấy 2 triệu tùy chỗ mua. Cái chống cặp chống đổ, chắn bùn, rồi mấy cái đồ bảo vệ tay thắng lặt vặt là cũng mớ tiền. À, cái con này mà chủ còn tặng thêm cái này nữa nè em. Người ta mua về người ta chưa kịp gắn. Thì cái miếng này để đây nè. Thì mình tìm được xe á, thì đồ chơi là mình giao hết cho anh em. Đó, miếng này là nó nằm đây. Anh em hình dung không? Đó, nó nằm đây nè anh em. Đó. Rồi khi mà mình đi xa, khi mà bạn đó có đi phượt á, bạn Khánh có đi phượt thì bạn nó để đồ đạc ở đây, rồi chở người yêu đây, đi rất là sướng. À, thấy không? Mình tìm xe cỡ đó rất là nhiều đồ ha. Anh em thấy là cũng mớ tiền, là tiết kiệm được mớ tiền. Rồi ok, cảm ơn anh em. Thì bây giờ sẽ quay clip là giao xe này cho anh em. Mai sáng mình giao, nhưng mà mình quay clip trước để mình giới thiệu con xe mình đã tìm được. Chứ mà mình không có quay á thì bữa nay mình không quay, mai mình quay không kịp. Mai không có thời gian. Mai mình chỉ tập trung mình giao xe thôi. Đó, mai mình giao con này với con kia. Ngày mai chắc mình tập trung quay con Z9. Con Z9 đó cũng gian nan lắm anh em. Con Z9 đó hả, nói sơ cho anh em là hả, Z9 đó là 3 năm chưa chạy. Bây giờ mình tìm xong phải về vệ sinh rồi này nọ hết đỡ đẹp. Bây giờ vệ sinh là thành nó đẹp rồi đó. Rồi cảm ơn anh em nhiều ha. Anh em nhớ theo dõi kênh, mình sẽ ra nhiều cái clip về xe máy cho anh em xem. Đó, một cái series gọi là săn xe đẹp. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Rồi đây, 1m7 đây. 1m7 ngồi xe đây, con xe em đó. Rồi cảm ơn em, bắt tay cái nè. Ok anh. Rồi cái này là cùng quê ngoại mình luôn á. Thấy ở ngoài nó mới hơn, tại ở trong nhà nó hơi tối chút xíu. Em đẩy ra ngoài em thấy xe nó sáng hơn. Rồi, tháo bớt một cái chì ra cất ha. Cái này đủ đủ hai chì rồi, thấy không nè. Một cái chì ra mình cất. Mà để gì đã chạy em, mình chạy đã đánh là chạy. Rồi thì về tháo ra. Nè cái bát này rất kỹ ha. Đây có cái cùm bằng nhôm lại nè, đẹp không? Chắc chắn. Đây treo điện thoại lên coi phim đồ này nè. Rồi. Ok, có chống đứng luôn nha anh em. Quay. Rồi ok, em đi cẩn thận nha. Cái đèn này là đèn máy nó mới sáng, cái đèn dưới nè. Công tắc khẩn cấp. On off. Cái này là mới mà đèn luôn. Mở này mới đèn. Xe cái gì mình thích là thích cái cùm công tắc này, ban đêm lại sáng.
ban đêm lại sáng đó, ban đêm lại sáng lên. Rồi cảm ơn em gái luôn. Bye bye. Em gái đứng tên nha, chứ không phải anh trai đứng tên nha, xe của em gái nha. Trời, chạy từ từ đó em, từ từ nói, làm gì chụp dữ vậy? Cứ bình tĩnh từ từ, nhẹ nhàng thôi đó, ôm nhẹ thôi. Rồi bye đi, cẩn thận nha em, coi chừng đấy.